Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau mua tất cả đồ chơi ở trong Minecraft! Yeah! Và đầu tiên các bạn, mình sẽ cùng với tất cả mọi người ở đây, bọn mình sẽ cùng nhau vào trong Minecraft để kiếm những cái món đồ chơi trong Minecraft trước và sau đó mình sẽ cùng nhau đi mua nha. Và bây giờ chúng ta cùng nhau vào Minecraft hay nào? 1, 2, 3, bọn mình đã vào trong game rồi đây. Ui nhưng mà khoan từ, ủa dạ trong game này ca mui đâu? Ủa ca mui đâu, sao còn có bốn người vậy? Ông không biết à, này ca mui vô game cái đau bụng xin đi toilet rồi. Trời ơi trời, không biết sao nữa. Trời ơi cái gì mà vô game mà đau bụng mà xin đi toilet là sao vậy trời? Tính ra đang quay video cho bạn fan xem ca mui kỳ cục ghê á. Ok nhưng mà thôi không sao, bốn người thôi được rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vòng vòng ở trong làng Hero Team, chúng ta cùng nhau kiếm tất cả những món đồ chơi trong làng Hero Team và bọn mình sẽ cùng nhau mua nó ở ngoài đề thật nha mọi người. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Sẵn sàng rồi đúng không? Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi đến nhà của người đầu tiên là ai giờ ta? Đây mọi người, tôi nghĩ nhà đầu tiên sẽ là nhà của tôi đi. Thì nhà của tôi, ủa có cái đường đây ta? Ui, có cái cần câu nè. À, tôi nhớ rồi, hôm đó tôi đang câu cá, tôi để cần câu chỗ này để câu cá nè. Ơi, khoan, hay là bọn mình mua cái cần câu cá ngoài đời thật luôn đi, được không? Trời, cần câu cá ngoài đời, mua được không? Khỏi nha, mua khỏi được nha. Được chứ, dễ mà. Ok, được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi kiếm món tiếp theo nè. Có cần câu cá nè. Nhà tiếp theo, ui, nhà của Kyron, tôi thấy nhà của Kyron khá là đặc biệt nè. Thấy màu sắc quá trời nè, chắc là nhiều đồ chơi lắm. Đi vô kiếm đi. Mở cửa ra nè, để xem coi nhà Kyron có gì không ta. Ui, có nguyên một cái rương đồ chơi luôn nè. Ê, nhưng mà mua hết cái rương này chắc hết tiền quá. Thôi đi kiếm từng món. Không chị cho nè. Đây mua cái máy tạ nè. Nó được nè, tôi thích màu đỏ nè. Trời ơi, tào lao. Mua cái máy tập tạ vậy, cái này đâu phải đồ chơi đâu, tào lao. Mình phải kiếm cái gì đó mà mình có thể chơi được, phải không? À đây nè. Đèn piano, ok rồi, đèn piano được nè. Một cái đèn piano nha các bạn nha, là hai món rồi nè. Để coi món tiếp theo gì đây. Ui, ở chỗ này có ba con gấu bông. Ê bây giờ nha, bọn mình chọn một trong ba con để mình mua đi. Ở đây có con gấu nè, con vịt nè, với lại con thỏ. Thì tôi nghĩ rằng là, thôi tôi lấy con vịt đi. Con vịt đó mọi người. Rồi con vịt đây, trời. Ok, rồi. Vậy mình lấy con vịt ha. Rồi tôi nghĩ là nhà của Kai chắc là hết đồ rồi đó. Thôi bây giờ mình ra ngoài đi, mình sẽ đến với cái nhà tiếp theo để mình kiếm thêm đồ nha các bạn nha. Đây, khoan từ. Mọi người, bóng bay được gọi là đồ chơi không ta? Bóng bay gì vậy? Nè, bóng bay nè, bây giờ chúng ta mua thêm bóng bay đi. Đây tôi lấy thêm con bóng bóng nè. Đó, ok là bốn món rồi nha các bạn nha. Ui, bốn món đồ chơi luôn. Tìm món gì cho bờ rồ tí đi phải không? Trời ơi, toàn món gì cho bờ rồ tí hả? Vậy bây giờ mình qua bên nhà của Simmy đi. Mình qua bên nhà Simmy mình kiếm đi. Ok, qua bên nhà Simmy nè. Ok, vô. Rồi, để coi nhà Simmy có gì đây. Ui, một khối Rubik nè. Ủa, Simmy có chơi này hả ta? Thôi kệ đi, lấy luôn cái này của Kyron đó. Không, cái này Kyron chơi chứ Simmy bắt chơi này đâu. Simmy nước phải mồ rồi sao chơi được. Khoan từ, mọi người ơi. Ủa sao nhà Simmy có bình sữa của em bé vậy? Trời ơi, bé mưa. Trời ơi, không biết nuôi mưa hả? Ủa, bé mưa là uống bình sữa. À đúng rồi, hợp lý, cũng hợp lý rồi. Lấy về luôn, tí nữa tôi cho bé Cam. Ok, lấy luôn. Ok, rồi lên trên lầu còn món gì khác không? Lên lầu coi. Xem coi. Trên lầu thì không có gì hết trơn á. Có mỗi cái giường ngủ nè, cái tủ nè. Thôi mấy cái đồ chắc không cần lấy đâu. Thôi mình đi tiếp. Rồi, ít thôi. Mình vô mình ăn lấy người ta mà mình còn lấy nhiều nữa trời ơi. Thôi mình lấy rồi. Xong rồi mình trả mà. Chứ mình có lấy luôn đâu. Cái nhà, ai biết được, ông lương lẹo lắm. Bây giờ chúng ta đến với nhà tiếp theo sẽ là nhà của Siro nè mọi người. Đi vô. Nhà Siro á thì nè. Chúng ta sẽ kiếm cái gì trong nhà Siro vậy ta? Cái kiếm gì quý lấy đấy Phong ơi. Nhà Siro giàu lắm. Cái lấy gì quý tivi nè. Cái tivi về nè. Tào lao mua nguyên cái tivi ngoài đời thật là nghèo luôn bà nội. Nếu như bạn nào mà muốn mình làm mà mua tất cả những đồ đắt tiền nhất ở trong Minecraft ngoài đời thật thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới, mình sẽ làm luôn nha. Mình sẽ mua kim cương nè, mua tivi nè, mua nguyên cái nhà luôn các bạn coi hả. Rồi nhớ nha các bạn ơi, đừng quên like comment mạnh mạnh nha, nói lấy cho xem siêu nhà, cái nhà siêu to khủng lồ biết sao được rồi nha, yêu các bạn. Đó, ok rồi giờ chúng ta cùng nhau đi vòng vòng mới có gì. Ủa đây ơi, một cái xe đồ chơi. Ok, lấy cái xe đồ chơi đi. Là mình đã được tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 món luôn rồi. Wow, nhiều. Rồi ok, ra tiếp theo nè. Còn nhà chứ mình ăn cắp phải không, trộm không? Nè. Còn một cái quả bóng nè. Ok, được, cái này là quả bóng rổ. Được, mình lấy cái quả này được nè. Ok, bóng rổ mua ngoài đời được nè, cái gì dễ mua nè. Vậy con nhà ai ta? Con nhà ai không nhờ? Nhà mui nè, mui lấy chưa? Nhà mui hả? Thôi nhà mui tàn mấy cái đồ nhạt nhẽo lắm, tàn cà rốt nữa kiểu mà thôi không nên lấy đâu.
tôi chứ qua nhà tôi là chùm đồ chơi đó nha, ăn đùa. Ok, vậy thử qua bên nhà Sam để coi nhà Sam có gì nha bạn nha. Mình không biết là nhà Sam là sẽ có cái đồ chơi đây, không biết là có ngoài đời thật để mình mua không đây. Ok, mở cửa nè. Đây nè, quá trời luôn. Nè. Ơi nè. Cái đồng hồ nè. Con này con gì dễ thương quá vậy? Con này có bông của tôi mới mua hôm sáng luôn. Mới mua hả? Ok, lấy luôn. Đó, rồi mua ngoài đời thật luôn. Mới mua hôm sáng mà để tôi ngắm cái coi. Ngắm cái gì? Bây giờ tôi mua, bây giờ một là Sammy sẽ có con này trong Minecraft, hai là Phong sẽ mua con này ngoài đời thật cho Sam luôn. Sam chọn đi. Ngoài đời. Trời ơi. Ok. Rồi. Biết đâu. Tiếp theo là gì vậy ta? Ui, có con heo nè, lấy con heo luôn. Còn bên này là gì đây? Búp bê. Lấy búp bê luôn. Ok. Lấy xanh cái bông nhà tôi. Vậy là tôi ngủ tôi ôm gì đây? Mình đã có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 món rồi, còn thiếu gì nữa không ta? Chết coi còn không để biết mua ngoài đời tặng tôi nha, mua nhiều tí nha. Để tôi xem coi. Hay là bây giờ bọn mình qua bên nhà của Ruby kiếm thử đi. Được á, đi qua nhà Ruby kiếm thử nha. Ê mà khoan từ, nhà Sam có cái rương gì nè, để mình mở ra mình coi thử ở bên trong có gì nè. Ủa gì kì vậy? Cái gì đây? Súng. Cái gì vậy? Ủa Sam ơi, bà con gái mà sao trong nhà bà nhiều súng vậy? Hả? Đâu, cái này không biết, tôi không biết. Cái này là tôi dành để lúc nào mà ông mà làm tôi buồn là tôi cầm cái súng này thôi, có do đâu. Gì cây vậy? Trời ơi mấy bạn ơi, từ bên Mini World cho đến gọi là Minecraft Sammy luôn, cầm heo cây đại liên này để Sammy ăn hiếp mình các bạn ạ. Trời ơi trời, con gái nữa. Trời ơi, ông làm tôi buồn là tôi gọi là thương nhẹ đó, là thương nhẹ không? Ok nhẹ, rồi, ok nhẹ, hey, ở đây thì mình có thêm một cây đại liên này với lại một cây súng được này thôi. Thì mình nghĩ mình gọi cái này là cây súng nước đi ha bạn ha, tại nó bắn ra nước nè. Đó, mình gọi này là cây súng nước đi. Với lại này là gì đây? Ủa này là gì đây? Cái này làm cái mẫu của tôi. À, cái áo choàng đội lên đó hả? Ok, được. Rồi, Sam đưa cái súng này Sam. Đưa súng đây. Trời ơi, em nội, cái này súng này tôi mua ngoài đời khó lắm á, đâu ra mua được đâu. Trời ơi, mình mua súng đồ chơi thôi, mình mua súng thiệt đâu mà có cho bà mua. Tào lao. Ok. Rồi, bây giờ mình qua bên nhà của Ruby mình coi thử nha, nhà Ruby coi. Ê. Chắc là nhà Ruby cũng có nhiều đồ không nè, để qua xem coi. À. Nhiều lắm, nhà Ruby như nhà phù thủy có khi nào tìm được thuốc phù thủy không ta? Nhà Ruby có cái chậu hoa đẹp quá nè. Rồi lấy cái chậu hoa luôn. Cái chậu hoa cũng được gọi là cái đồ trang trí. Ok, vô nhà Ruby coi có gì không. Nhà Ruby á, thì cũng có nhiều đồ á, nhưng mà mấy cái đồ này mình cũng có hết này nè. Ui, ở này là gì đây? Một cái ba lô. Ui, đập. Ba lô bằng đất nè, đẹp chưa? Wow, một cái ba lô các bạn ơi. Ok, được. Vậy thì bây giờ bọn mình chốt mấy món này đi ha. Rồi, mấy bạn, bây giờ từ nãy giờ bọn mình cũng đã kiếm được rất là nhiều đồ chơi trong Minecraft rồi, rất là nhiều luôn á. Mấy bạn có tò mò những cái món đồ chơi này ở ngoài đời thật thì trông nó sẽ như thế nào không? Bây giờ mình sẽ cho bạn xem bọn mình đã kiếm được những gì nha. Đầu tiên nè là một khối Rubik nè. Tiếp theo nữa là một trái banh này là bóng rổ đó, bong bóng nè, búp bê, một cái con này, cái con này mình không biết là con gì, con gì nhỏ nhỏ nè. Đó, ok. Rồi một con vịt, một cái bình sữa cho em bé, một cái xe, một cái đàn piano, một con heo, một cái cần câu, một cái súng nước, một cái súng đại liên, một cái áo choàng, một chậu hoa và một cái ba lô. Wow, hơi nhiều đồ luôn nha các bạn nha. Ok, được rồi. Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi mua tất cả những món đồ này ở ngoài đời thật và sau đó sẽ review cho bạn xem nha. Ok, còn bây giờ thì 3, 2, 1, đi thôi. Ok các bạn ạ. Và bây giờ thì mình đang cùng ở trên xe với lại Mora và Yabun cùng với Sammy. Bọn mình sẽ cùng nhau đi mua những món đồ chơi trong Minecraft nha mọi người nha. Bắt đầu thôi, let's go. Ok bạn, thì đội của mình là sẽ có mình và Mora nha các bạn. Và bây giờ á thì Sam với lại là Yabun đang đi mua rồi. Bây giờ để coi ai sẽ là người mua được nhiều đồ chơi nhất đây. Let's go. Ok mọi người, thì mình có mình và Yabun. Bây giờ mình đi tìm những món đồ. Không biết là tìm được không rồi, nhưng mà mong sẽ tìm được các bạn. Hello. Mình đang đi mua đồ thì gặp mấy bạn fan mọi người ạ. À, rất là vui luôn. Hello mọi người. Hi. Ok, bây giờ thì bọn mình sẽ cùng nhau đi kiếm cái đồ chơi đầu tiên, đó chính là Rubik nha mọi người nha. Rubik, ơi đây, mới nói luôn. Rubik hình vuông hả? Đây, có một cục hình vuông nhưng mà lại là cục nhỏ. Cái cục trong Rubik bên trong kia là 66. Đây rồi, thấy rồi. Yes. Một món đầu tiên nha mấy bạn. Ok mọi người, thì sau khi một hồi mình đi một vòng tròn thì mình phát hiện ra đây. Cái con thú này nè. Nó rất là giống cái hình mà mình đã tìm trong Minecraft ở đây.
Ok, thì món đầu tiên của mình chính là khói rô bích nha mọi người nha. Và món thứ hai sẽ là quả bóng rổ. Ok, quả bóng rổ. Các bạn thấy gì không? Nguyên một rừng búp bê, nguyên một rừng gọi là gì ta? Rất nhiều ngôi nhà, nhà mặt phố bố làm to ơi, thích nhà nào mọi bạn ơi. Đó, thấy quá trời đồ chơi luôn. Đó, mình phát hiện ra một ngôi nhà duy nhất, nó giống cực kỳ giống cái Minecraft luôn, nó có 3 tầng luôn đấy các bạn. Trời ơi, gì nè. Dạ, mấy bạn ơi, bọn mình đã kiếm ra bóng rổ rồi nha. Đây, quả bóng rổ đây. Quả bóng rổ này á thì nó hơi bé thôi nhưng mà chắc là được. Ok, không sao. Nè, mua ra cầm đi. Mình bơm lên là nó sẽ to. Đúng rồi, mình bơm nó lên là nó sẽ to thôi. Giật mình. Thời luôn á. Ê, ê, mua ra. Đây. Ôi. Đồ câu cá. Tính ra là bọn mình cũng có đồ câu cá nha các bạn nha. Hợp lý. Mua luôn cái này. Ok. Mua cái này về câu thôi. Mua đồ câu cá rồi nè. Không. Đâu không? Cái gì? Đấy, súng hả? Súng này theo nhưng mà phải súng màu xanh đúng không? Hay là như này? Ê, màu xanh. Súng màu xanh, có súng màu xanh không? Đây. Ủa, này được không? Này là gì? Đây. À đây đúng rồi. Nhưng mà nó nằm theo combo hay sao? Cái này là cái súng, bọn mình phải cần kiếm cái súng nước hả? Súng nước màu xanh. Mấy bạn ạ, mình chợt nhớ ra là mình có một lần mình đã nhìn thấy một cái đàn piano ở đâu đó quanh đây. Từ. Đây rồi, tìm thấy đàn piano rồi các bạn ơi. Nhưng mà Mora trả tiền nha. Cái đàn piano hồi nãy đắt quá các bạn ạ, cho nên là mình nghĩ rằng mình sẽ kiếm cái đàn đồ chơi thôi để cho nó rẻ hơn đó, chứ đắt quá không có đứa nào có tiền. Không đủ tiền các bạn ạ. Mấy bạn biết sao không, tự nhiên Sam đang đi mua đồ ấy, tự nhiên thấy Phong cần ngồi ngắm sao mấy bạn. Rồi sao ngồi cũng nhìn nó hoài ấy. Đi mua đồ đi nhìn hoài vậy. Kỳ ghê các bạn thấy không? Không có ngồi cũng nhìn hoài luôn, Phong cần kỳ ghê. Thôi bây giờ mình sẽ đem Phong cần đi về nhà nha. Phong cần nha. Đây rồi, Phong cần được về nhà nào. Thương. Ok. Ten. Đây, thiên đường búp bê đây rồi. Ở mặt sao tôi con trai, tôi thấy mấy đồ chơi búp bê tôi cũng thấy thích với ta. Má thì phải như vậy, rồi đi. Ủa, nhưng mà khoan, phải là con màu hồng. Tại vì ở trong trong cái tại vì ở trong kia mình kiếm là con màu hồng cho nên phải tìm con màu hồng. Mình lấy hết đi là mình đúng. Mình lấy hết đi là 10 điểm. Tiền đâu lấy. À đây, thấy rồi. Màu hồng. Đây. Em màu hồng. 250. 250 con búp bê màu hồng này các bạn ạ. À, hay là mua này đi, cũng là màu hồng nhỏ nè. Nhưng mà em này chắc rẻ hơn á. Em này thì nhìn không có đẹp, nhìn không đẹp bằng con này các bạn ạ. À, mình sẽ lấy con này nha. Ok. Ui, mấy bạn ạ. À, sau khi đi một hồi thì mình có thấy là mấy con búp bê bên này nhìn có vẻ đẹp hơn các bạn ạ. À, và nó cũng có màu hồng. Nhưng mà mấy con này nhìn nó dễ thương hơn con kia. Còn rẻ hơn nữa. Thôi lấy con này ha, Mora. Ok. Ok, con này chỉ có giá là 179.000 thôi. Rẻ. Ok, lấy con này nha bạn. Ok mọi người, thì team mình đã mua xong rồi. Bây giờ chúng ta cùng về nhà để xem coi ai là người chiến thắng trong cuộc thi mua đồ gọi là real trong Minecraft nha mấy bạn. Ok. Đúng rồi, rồi xin điện bạn. Let's go. Yeah. Hiện tại thì mình đã kiếm được cái đàn piano này. Nhưng mà giá của nó thì đến tận 1,000,000 lần mấy bạn ạ. À, nó gần bằng cái piano xịn rồi. Mình đang tính là nếu mà được thì mình lấy cái piano xịn luôn. Anh ơi, gì đây? Cái này là đàn piano tích hợp luôn bộ gõ. Nó sẽ có Mikacho rồi cái này luôn, nhìn 799 mấy ngàn rồi. Cái này nhìn cũng giống piano. Ok thôi mình lấy cái này nha. Cái này có trống, có đàn, có mic. Hợp lý rồi, lấy luôn. Ok các bạn ạ, à, thì bọn mình cũng đã kiếm được đủ hết tất cả những món đồ mà bọn mình cần tìm rồi. Bây giờ không biết team kia đã kiếm xong chưa nhỉ? Mình sẽ qua bên đó để cà khịa nha các bạn nha. Ê, sao rồi ta? Có kiếm được chưa hay là thua rồi? Thua được bạn, sao vậy? Ok. Nè bạn nha, mình đừng có khinh thường người khác nha bạn. Bạn có camera, mình cũng có camera nha bạn. Ok, trời, bọn tôi kiếm được đủ hết rồi nè, thấy không? Trời cái gì vậy trời, tức quá bạn ơi. Nu ba ca chi. Rồi ok, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với món đồ chơi đầu tiên mà chúng ta đã kiếm được trong Minecraft nha. Đó chính là bóng bay ở trong Minecraft. Thổi đi. Nè, thổi. Ôi, sao con trai mày thổi khỏe hơn
thoại cho em gọi là thổi cái bong bóng nhỏ đi, một tí nữa tôi cho bạn xem một quả bong bóng khổng lồ luôn. Ghê dạ. Thôi được rồi, sợ bể quá. Tiên rồi tiên. Ok, cái bong bóng đầu tiên của Mora chính là một quả TNT nha các bạn nha. Đây, một quả TNT. Bài hát mang tên là Anh Em Tốt. Anh em ta không có nhiều tiền và không thằng nào là người nổi tiếng, nào bước cùng nhau trên chặng đường dài tương lai, dù sai vẫn không nói phiền, chỉ cần cái gì mà không có khớp chứ trơn à. Sao hát đi. Rồi vậy đó, mình sẽ hát bài Anh Hứa Là Yêu Em Suốt Đời, yêu lắm đó nha. Đó hết rồi. Hát
Ok. Quậy quá, cái team này quậy quá mọi người ơi. Nói chung là bọn mình đã có đàn piano ở đây nha mọi người. Có đàn piano ở đây nha. Quậy quá, mui quậy quá. Quậy quá. Hey, ok. Và cuối cùng bọn mình cũng đã bơm nó lên rồi các bạn ạ. Ôi. Nhưng mà cái con này chỉ có mấy người mà nhỏ mà em bé đồ nó mới chơi được cái này. Đúng rồi, cái này Camu cũng không chơi được nha. Đừng bảo Camu chơi nha. Ok, để mình bơm nước cho thử các bạn.
bạn ơi. Tôi sẽ thử bỏ nước cho thử. Có cái bây giờ tôi sẽ thử bỏ nước cho thử nha các bạn. Ok, mình đã bơm nó lên xong rồi. Đeo vô, bây giờ là đeo vô nha các bạn nha. Đó xong rồi đeo, tôi chịu á. Tôi chịu á. Ê, may quá tôi che kịp thời. Chân Sam là băng tất các bạn ơi. Đó. Chân Sam băng tất hả? Đổi đi vào đây đi em. Đúng rồi, đâu đây? Hồn quá. Hồn okay. quá. Rồi.